sự của anh hai chị ba chồng con em qua câu hát ba quan một chiếc thuyền nan, có về với hội có gái ngoan tổng chồng, ba quan một chiếc thuyền rồng, có về với hội có cái công đi tìm, anh còn son em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà, em về thưa với mẹ cha. Tổ khúc giao duyên ba quan và mời chầu, xin mời quý vị trong một tràng pháo tay thật lớn để đón thay mặt. Được trích trong 36 giá đồng, cũng là màn biểu diễn nghệ thuật về tâm linh. Và để gửi tới toàn thể đồng hội qua giá văn này thì nộp cô đôi thượng ngàn là tiền rừng bạc bể. Chúng ta sẽ xin nộp cô để cô đội cho người già mạnh khỏe, người trẻ bình an, các em nhỏ để chăm ngoan học giỏi, bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Oh,
vị, ngày hôm nay thì các vị khách quý chúng ta đã xin lộc cô, đặc biệt là hội đồng niên 1981 ngày hôm nay đã xin lộc cô, và đặc biệt là hội đồng niên 1981 năm nay được sở cây của ban tổ chức là giao quyền cho 5 cây để phục vụ chương trình lễ hội truyền thống. Chính vì vậy chúng ta ngày hôm nay đã xin lộc cô độ cho tất cả quý vị nói chung và hội đồng niên 1981 sẽ có được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn ạ. Và trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời tâm sự của anh hai, chị ba chúng em qua câu hát Trăm khúc sông thì đổ dồn vào một bến, anh chẳng yêu nàng, anh đến chi đây. Đấy với đây không dây mà buộc, anh với cô nàng chưa chuốc mà đã say. Câu hát Lý Giao Duyên, anh hai, chị ba chúng em xin phép được ca tiếp. Anh chẳng yêu nàng, anh đến
Vâng, toàn thể đồng hội vô địch dành tặng cho anh hai chị ba chúng em một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Thưa quý vị, và trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội năm nay thì toàn thể quý vị chúng ta đang thấy là một không khí rất là vui và tưng bừng. Đặc biệt là mùa lễ hội năm nay thì quý vị chúng ta thấy là một thời tiết rất là ủng hộ, mát trời, không nắng như mọi năm. Vì vậy là chúng ta có thể dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho chương trình được thành công ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ về với một mảnh đất anh hùng đầy nắng và gió, đã sinh ra đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng của đoàn quân giải phóng, lá cờ đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đưa Việt Nam chúng ta tới hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Non sông Việt Nam thu về một mối để sống trong hòa bình. Thì toàn thể quý vị chúng ta đến với một sáng tác rất nổi tiếng của Hoàng Vân, Quảng Bình quê ta ơi, sẽ ngắm nhìn mảnh đất anh hùng này và cũng như là tri ân tới đại tướng Võ Nguyên Giáp nói riêng và tất cả các vị lãnh tụ của Việt Nam chúng ta nói chung. Và bây giờ tiếng hát của chị Ba Minh Thúy chúng em xin gửi tới quý vị. Vậy quý vị sẽ tặng một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ ạ. Đồng hồ chúng ta đang đến với một sáng tác rất nổi tiếng của Hoàng Vân, Quảng Bình quê ta ơi, con đen hát của chị Ba Minh Thúy. Vậy toàn thể đồng hồ chúng ta sẽ có những tràng pháo tay, ánh mắt thân thương, nụ cười chiều mến, và đặc biệt là quý vị đã có những bông hoa đồng tiền lì xì thả xuống biển rồng để dành tặng tán thưởng cho chúng em. Xin cảm ơn quý vị.